Đức Phúc xác nhận kết hợp với boyband huyền thoại trong dịp Valentine. Đức Phúc và boyband huyền thoại 911 đều đồng xác nhận thông tin về sản phẩm kết hợp giữa cả hai. Sau hàng loạt hình ảnh được lộ ra từ hậu trường lẫn đoạn teaser bí ẩn, đến tối 7 tháng 2, Đức Phúc đã công bố hình ảnh xác nhận cho cú bắt tay mang tính lịch sử với nhóm nhạc huyền thoại quốc tế 911. Vốn quá nổi tiếng với các dự án âm nhạc hoành tráng mỗi dịp Valentine các năm, màn kết hợp giữa Đức Phúc với 911 càng đẩy sự chờ đợi lên đỉnh điểm. Theo thông tin từ trước đó, sản phẩm kết hợp đặc biệt với boyband 911 được mang tên Em Đồng Ý. Dù chưa tiết lộ bất kỳ điều gì về giai điệu hay lyrics thực sự của bài hát, đoạn teaser mới chỉ hé lộ đoạn nhạc nền của ca khúc bất hủ I Do, nhưng đã đủ đầy cảm xúc, mong chờ từ khán giả cho ca khúc Valentine năm nay của Đức Phúc lên đến đỉnh điểm. MV Em Đồng Ý qua đó sẽ được ra mắt vào lúc 20 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2023 trên kênh YouTube của Đức Phúc. Trên trang cá nhân, Đức Phúc chia sẻ sự phấn khích cho màn hợp tác đặc biệt này. Phúc cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có cơ hội hợp tác với nhóm nhạc huyền thoại quốc tế 911 trong dự án âm nhạc cho mùa Valentine năm nay. Phúc coi đây là một cơ hội lớn dành cho mình để có thể học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ và đặc biệt là có thể đem âm nhạc và nghệ sĩ Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Hy vọng quý vị khán giả sẽ yêu thích và đón chờ sự kết hợp lần này. Trong khi đó, bài band 911 cũng không giấu sự hào hứng khi kết hợp với nghệ sĩ trẻ của Vbiz, Đức Phúc. Chúng tôi cảm thấy vô cùng phấn khích khi thông báo với các bạn về sự hợp tác giữa 911 và ca sĩ trẻ Đức Phúc, hoàng tử Valentine của Việt Nam, một giọng ca đẹp và đầy ngọt ngào. Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời với nhiều kỷ niệm đẹp khi thực hiện MV cùng Đức Phúc. Thật nóng lòng để chia sẻ sản phẩm âm nhạc mới này với các bạn. Lần gần đây nhất vào ngày 6 tháng 8 năm 2022, 911 đã có buổi biểu diễn tại Hà Nội trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc hay Glamping Music Festival. Trên sân khấu, ba thành viên đã trình diễn nhiều bản hit ăn khách xuyên suốt sự nghiệp, được khán giả sống lại không khí sôi động và ngọt ngào của âm nhạc Âu Mỹ thập niên 1990. Thời tiết mưa khá nặng hạt của buổi biểu diễn hôm ấy cũng khiến cho sự xuất hiện của 911 thêm đặc biệt. Sắp tới, 911 cũng sẽ tái ngộ khán giả Việt Nam trong đêm nhạc với Đức Phúc tại Hà Nội ngay đúng đêm Valentine. Bấy nhiêu cũng đủ thể hiện sự yêu mến Việt Nam của boyband huyền thoại này. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV Entertainment để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong showbiz nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.